Trong một cuộc thử nghiệm sinh học sai lầm, cậu bé đã vô tình tạo ra loài sinh vật kỳ lạ nhìn giống với loài khủng long đã tuyệt chủng. Nó lớn lên rất nhanh, chỉ vỏn vẹn trong vài ngày mà đã cao nửa mét, khiến cho bí mật của cậu khó lòng được giữ kín. Lúc này một tổ chức bí ẩn bắt đầu truy lùng những loài vật kỳ bí nhằm thực hiện âm mưu xấu xa. Làm thế nào để cậu và nhóm bạn của cậu có thể bảo vệ nó khỏi mối nguy hại của tổ chức bí ẩn? Hãy theo chân mình nhé. Jack mất bố từ khi còn nhỏ, cậu sống với mẹ và anh trai là Mike. Một mình người mẹ nuôi hai đứa con trai trời đánh không phải dễ dàng gì, người mẹ rất đau đầu về hai con báo này. Hôm nay Mike bị cảnh sát hộ tống về nhà vì đã vẽ bậy lên tường công cộng. Theo lời chú cảnh sát nói thì đây không phải là lần đầu, Mike đã tái phạm đến lần thứ ba rồi. Về đến cửa nhà đúng lúc gặp Jack đi học về, cậu thấy anh trai lại bị cảnh sát đưa về không có một chút ngạc nhiên nào vì cậu cũng đã quá quen rồi. Sự việc của Mike cũng đã bị viên cảnh sát mách lại cho mẹ cậu. Người mẹ vào nhà liền lên giọng chửi, nhưng Mike vẫn mảy may bỏ ngoài tai, cầm ly nước bỏ lên phòng. Cơn giận chưa qua, người mẹ lại tăng xông khi phát hiện bảng điểm của Jack đã bị làm giả. Người mẹ gọi Jack xuống đối chứng và như dự đoán điều đó là thật. Jack nghe lời khuyên của mẹ cũng chỉ biết xin lỗi và im lặng quay vào phòng. Trời vừa tờ mờ sáng, đám bạn đã tới gọi Jack dậy cùng họ vào rừng khám phá những điều bí ẩn. Jack cũng lưỡng lự hồi lâu rồi mới đồng ý vì sợ mẹ cậu phát hiện lại buồn. Đám bạn tụ họp dưới nhà chuẩn bị đèn pin, phương tiện và đồ bảo hộ chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc cô bạn Abby sống gần đó thấy được nên cô đã xin được cùng tham gia. Nhóm bạn cũng đồng ý và Abby quay về lấy xe đạp để cùng xuất phát. Bọn họ tiến vào khu rừng tăm tối, chỉ có ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn pin của bọn họ. Jack và Abby phát hiện ra những bông hoa phát ra ánh sáng mờ nhạt, nó còn tiết ra chất nhảy nhụa. Abby thấy lạ cũng lấy mẫu về nhà nghiên cứu. Về tới nhà, Jack nhẹ nhàng từ tốn nhảy qua cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng rất tiếc vừa bật đèn thì hú hồn bà mẹ ngồi thù lù ở đó. Hôm sau Abby cũng đã tới nhà Jack thực hiện nghiên cứu mẫu vật hôm qua họ lấy được. Cô cho cậu xem chất dịch qua kính lúp trông giống như tế bào, nhưng Abby nhận được cuộc gọi từ bố rồi phải rời khỏi đây để lại mẫu nghiên cứu còn đang dang dở. Jack tiếp tục nghiên cứu tiếp, cậu bày các ống nghiệm ra bàn. Anh trai cậu vào phòng đưa cậu cốc nước, rồi nhìn thấy mấy lọ ống nghiệm đã tò mò, mà trộn hai ống lại gây nên phản ứng hóa học. Jack nhìn thấy những hành động có phần điên rồ của Mike đã đuổi anh mình ra khỏi phòng. Trong lúc tức giận, Jack đã đập mạnh xuống bàn làm đổ luôn cả cốc nước ra lẫn vào chất dịch đó. Đêm đó Jack ngủ nghe thấy tiếng động lạ nên đã tỉnh giấc. Cậu dùng đèn pin soi và giật mình khi thấy con vật nhỏ kỳ lạ trên bàn mình. Cậu hét toáng lên làm con vật sợ hãi mà bỏ chạy. Nó chạy vào nếp sau cánh cửa, Jack lần theo vết dấu chân cũng tìm thấy nó. Jack từ từ lại gần và bắt đầu tỏ ra thân thiện với nó. Cậu ném quả táo lại gần nó, cũng không còn quá sợ hãi nữa mà cũng mò lại gần ăn. Jack bắt đầu ra tín hiệu thân thiện với nó và còn gọi nó với cái tên Magnus. Sáng sớm hôm sau, mẹ Jack mở cửa vào phòng đã cằn nhằn về cái phòng bừa bộn khiến Jack cũng thức dậy. Cậu ngó nghiêng khắp ngóc ngách trong phòng không thấy con Magnus đâu, tưởng hôm qua chỉ là giấc mơ. Jack vào phòng đánh răng rửa mặt thì phát hiện nó đang chơi đùa trong bồn tắm. Đúng lúc Mike ở ngoài đập cửa nói mình cần đi vệ sinh gấp. Jack để tránh bị phát hiện ra nó, cậu đã lột áo của mình để trùm lấy nó và ôm nó khỏi nhà tắm. Từ giờ Magnus đã trở thành pet của Jack, nó rất nghe theo hiệu lệnh của cậu. Hôm nay cậu bị mẹ bắt ép tới hội nghị nói về các loài sinh vật kỳ lạ, Mike tranh thủ mẹ vắng nhà cũng trốn ra ngoài đi chơi. Magnus ở nhà một mình đã quậy banh nóc, cuộn giấy vệ sinh bị nó xé toang toác khắp nơi. Miếng giấy dính vào chân nó khiến nó dãy giụa và không may lăn lông lốc từ tầng 3 xuống tầng 1. May nó là con pet đặc biệt chứ là con pet bình thường là xanh cỏ rồi. Bên này hội nghị vẫn đang diễn ra sôi nổi. Có một người đàn ông nói đã bắt được một con cá kỳ bí có thể đổi màu, nhưng những lời đó đã bị phía quân đội bác bỏ và cho rằng nó là con cá bình thường. Nếu chỉ bình thường sao ông ta lại ra lệnh cho lính của mình đoạt lấy con cá đó đi trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người? Chẳng lẽ họ đang che giấu điều gì đó? Ở đây họ cũng gặp hai bố con nhà Abby, chào hỏi vài câu rồi họ đi gấp. Magnus thò ra ngoài cửa sổ kiếm lá ăn nhưng tiếc là cổ nó ngắn quá với không tới, kết quả là ngã lộn xuống dưới tầng. Lúc này mẹ và Jack đã về tới nhà. Con pet khi thấy Jack về đã kêu lên, cậu lập tức lấy chiếc áo khoác của mình che để không bị mẹ cậu phát hiện. Người mẹ vào nhà thấy căn nhà hỗn độn tưởng có trộm nên đã báo ngay cho cảnh sát. Phía này tiến sĩ Fred là bố của Abby cùng Abby đang đi theo sau xe quân đội. Họ dừng xe và cảnh cáo ông đừng can thiệp vào. Fred đã từng làm cho EPA và chỉ muốn giữ mẫu vật đó vì ông muốn kiểm tra nó. Connor từ chối giao mẫu vật họ đang giữ và còn dùng con gái ông để uy hiếp. Tiến sĩ Fred với vẻ mặt vừa giận vừa lo lập tức quay lại xe bảo con gái đưa điện thoại ra để cài định vị và không ngừng dặn dò Abby lúc nào cũng phải mang điện thoại theo người. Jack vào phòng mở máy tính lên mạng tra cứu thông tin cách thuần hóa con pet của cậu. Đột nhiên con pet có biểu hiện lạ, cơ thể nó liền tiến hóa phát triển gấp đôi so với trước. Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa, hóa ra là cô bạn Abby đang đến gặp cậu để tiếp tục làm nghiên cứu. Cô bạn nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng Jack nên đã hỏi cậu, nhưng Jack liền phủ nhận, trên mặt cậu tỏ rõ nét lo lắng mà chào tạm biệt cô bạn. Abby thấy động thái của cậu kỳ lạ nên đã theo sau. Jack biết mình không thể giấu được mãi, nên bắt cô bạn phải giữ lời hứa mới cho xem bí mật của mình.
khi cánh cửa phòng được mở ra, Abby hú hồn khi lần đầu chứng kiến sinh vật lạ vậy. Jack cũng kể nó là kết quả của mẫu nghiên cứu nhảy nhụa hôm trước nhặt về. Abby liền đưa ra ý kiến đưa con khủng long cho bố cô nghiên cứu, vì nó có thể nguy hiểm, nhưng Jack đã kịch liệt phản đối, nhìn cái mặt như táo bón này có giống sinh vật nguy hiểm không chèn. Một thanh niên vứt một lon nước vào chất nhầy giống của Magnus, bất ngờ nó lại sinh sôi ra một con chuồn chuồn rồi bay đi. Tối đến, cảnh sát đi tuần phát hiện khu nhà kho bị phá hoại, cửa sổ bị hư hại nên anh cảnh sát đã trình báo lên trên. Đúng lúc này xe quân đội đi tới còn đem theo cả vũ khí, như đang vây bắt cái gì đó, và tên chỉ huy nói với viên cảnh sát rằng phía quân đội sẽ tiếp quản nơi này. Anh cảnh sát báo lên cấp trên và cũng nhận được lệnh rút khỏi đó. Hôm nay Abby lại qua gặp Jack, cô rất ngạc nhiên về tốc độ phát triển của Magnus. Jack đang đọc cuốn sách ba cậu để lại thì bị nó cướp về phía giường. Phía này tiến sĩ Fred đang ở khu rừng và thu thập các mẫu vật kỳ lạ. Ông còn phát hiện ra các thùng chứa chất cấm đầy trong khu rừng. Magnus lại có biểu hiện ho làm cho Abby tưởng nó bị sao. Jack giải thích nó đang tăng trưởng. Lần này nó đã cao nửa mét rồi, chẳng mấy chốc nữa nó to cao khổng lồ sẽ không giấu được nữa. Đúng lúc này nhóm bạn của Jack đột một qua nhà cậu, bọn họ há hốc mồm khi nhìn thấy Magnus, còn Magnus cũng trong trạng thái tự vệ. Đến khi Jack ra hiệu cho nó ngoan thì mới đứng im. Nhóm bạn bắt đầu bàn luận sôi nổi về Magnus, có cậu bạn còn muốn quay video để đăng lên YouTube, nhưng Jack bắt đầu cáu gắt lên và nghiêm cấm không được quay phim nó. Nhóm bạn cũng rất không hài lòng khi cậu có bí mật to vậy mà không cho họ biết, còn cho rằng Jack không coi họ là bạn và cả đám bỏ đi. Jack và Magnus cũng chìm vào giấc ngủ. Abby về nhà nhìn thấy mẫu vật mà bố cô vừa thu thập được, cô hỏi bố cô sẽ làm gì với nó, thì ông bố trả lời rằng sẽ mổ xẻ để nghiên cứu. Nghe thấy vậy trong lòng cô cũng có được câu trả lời về chuyện của Magnus, không nên nói cho bố là tốt nhất. Nửa đêm Jack ôm cái túi cắm trại tới căn nhà kho nhưng đã bị anh trai bắt được. Mike thấy biểu hiện lạ của em mình nên cho rằng cậu đang giấu cô bạn gái bên trong nên càng muốn xem bằng được. Jack cũng nói cho Mike chuẩn bị sẵn tinh thần để xem. Vào trong, Magnus ngồi im như bức tượng làm cho Mike nghĩ nó chỉ là con thú bông bình thường. Chưa dứt lời, Magnus mở miệng ngáp làm cho Mike suýt thì hét toáng lên. Jack đưa chiếc gối trên tay cho Magnus cho nó gối ngủ và cũng giải thích cho anh trai mình hiểu, và Mike cũng không còn sợ nữa. Bên này hai người đàn ông đang ngồi trên thuyền câu cá, đột nhiên có con cá cắn câu. Có vẻ con cá này khá to làm cần câu bẻ cong và mặt nước gợn sóng to. Một con cá dài khoảng 2 mét bay lên cao khỏi mặt nước, nhưng khi con cá rớt xuống lại có kích thước to bằng bắp tay. Lão đeo kính liền gọi về phía viện nghiên cứu của Fred, nhưng tiến sĩ đầu dây bên này chưa kịp nghe thấy sự tình thì bên kia đã cúp máy trong sự khó hiểu. Mẹ của Jack hôm nay muốn đưa hai người con đến trường, Mike và Jack đều rất ngạc nhiên, nhưng hôm nay cả hai muốn trốn học để làm điều gì đó. Jack liền nói anh mình hãy nghĩ cách để có thể thoát khỏi vụ này. Trên xe, Mike và mẹ lại tiếp tục cuộc cãi vã, chỉ vì bố cậu vừa mất được 2 năm thì mẹ cậu đã tìm tới hạnh phúc mới. Cuối cùng người mẹ đuổi hai anh em xuống xe, một mình lái xe rời khỏi. Tiến sĩ Fred như phát giác ra điều gì đó nên đã đến chỗ hồ mà hai người đàn ông câu cá. Tại đây phía quân đội cũng đang ở đây. Tên chỉ huy khi gặp lại Fred rất không vui, ông ta đuổi khéo Fred đi. Trước khi rời đi, Fred đã gọi lại số điện thoại khi nãy còn nói dở, quay người lại thấy tên chỉ huy đang cầm máy. Fred thấy điểm chẳng lành nên cũng nhanh chóng rời khỏi. Tên chỉ huy cũng bắt đầu để mắt đến ông, còn cho người theo dõi. Abby nghe thấy tiếng động lạ nên đã vào nhà kho gặp Magnus, nhưng Magnus dường như không nhớ Abby nên đã làm cho cô bạn sợ hãi. May lúc đó Mike và Jack tới kịp thời mới khiến Magnus ngoan ngoãn nghe lời. Jack cũng tới an ủi Abby và xin lỗi cô về chuyện hôm trước. Mike ra ngoài lấy băng cá nhân thì bị cảnh sát Faraday bắt gặp. Mike không ưa ông ta bởi vì ông có tình ý với mẹ cậu. Magnus hú lên làm ông cảnh sát nghi ngờ muốn kiểm tra. May mà Abby nhanh trí ra giải vây kịp thời, nói đang giấu làm quà gặp sinh nhật cho mẹ Mike. Nhóm bạn của Jack đang đi dạo bên rìa rừng thì thấy chiếc máy bay không người lái. Họ tưởng đó là đĩa bay của người ngoài hành tinh nên đã cố gắng đuổi theo sau. Họ đi theo nó và tiến vào khu phế liệu nơi quân đội cũng đang tập trung. Tại đây họ thấy rất nhiều máy bay không người lái của quân đội, cả những chất nhầy có thể biến thành quái vật, binh lính thì đang cầm súng kiểm soát lũ quái vật. Cảnh tượng đó đều bị đám bạn nhỏ chứng kiến hết. Con quái vật chạy lại gần khiến bọn họ chạy thục mạng. Một cậu nhóc ném hộp kẹo làm cho con quái vật hòa thành chất nhầy, cũng vì thế mà trốn thoát thành công. Bên này Jack đang dọn đồ đạc để dẫn Magnus rời khỏi đây tránh bị mọi người phát hiện. Phía quân đội sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn, họ đã phát hiện ba cậu nhóc lẻn vào đây và còn nhặt được chiếc điện thoại có ghi lại cuộc nói chuyện ở nhà Jack. Ba cậu bạn chạy nhanh tới chỗ Jack báo tin cho cậu về những gì họ đã chứng kiến. Đúng lúc Magnus cũng trong nhà không kiểm soát được mà chọc thủng một lỗ. Chuyện đến nước này thì Jack chỉ còn cách dẫn Magnus đi trốn. Quân đội đã đến gõ cửa nhà Jack, Mike mở cửa và chưa kịp nói gì đã bị khống chế. Bọn họ lục soát khắp nhà nhưng không phát hiện thứ gì. Bên này Abby và Jack đã dẫn Magnus tới khu phế liệu như lời kể của đám bạn. Từ trên cao có đĩa bay, Jack gọi cho bạn mình để xác nhận thì mới tá hỏa biết đó là máy bay không người lái của quân đội. Abby kéo tay Jack chạy trốn, Magnus cũng theo đuôi hai người họ. Abby và Jack đã chạy vào dưới hầm tàu chạy, còn Magnus vẫn đang chơi trò đuổi bắt với máy bay không người lái. Magnus rất thông minh đã trèo lên nóc những chiếc tàu,
rồi nhảy lên hạ được chiếc đĩa bay đầu tiên. Abby và Jack đứng dưới hầm bị đĩa bay phát hiện, nhưng may mắn Magnus đã kịp thời hạ gục nó cắt đứt toàn bộ tín hiệu. Bên này Connor tức giận vì để mất dấu nó. Ba bọn họ trước mắt đều đã an toàn. Jack và Abby dẫn Magnus vào sâu trong hầm. Jack nói những lời thủ thỉ đầy thân thương với Magnus, cậu rất buồn khi phải để nó một mình ở đây. Cậu ném chiếc áo lên đất để Magnus có thể ngủ, sau đó Abby và Jack rời đi trước. Phía bên này mẹ của Jack và Faraday đang hẹn hò. Ông muốn tạo bất ngờ và tặng bánh sinh nhật cho cô, nhưng nay không phải sinh nhật cô. Bất ngờ sự biến mất của Jack làm Magnus không ở yên được, nên đã chạy trên đường phố gây hoảng loạn. Magnus chạy trên đường phố để tìm Jack mặc kệ sự vây bắt của phía cảnh sát. Lúc này Magnus đã bị bao vây, quân đội bắt đầu xả súng. Jack không màng nguy hiểm đã tiến lại gần trấn an Magnus. Nó cũng nghe theo hiệu lệnh của cậu mà nằm xuống cho cậu vuốt ve. Nhưng phía quân đội đã lôi Jack ra và họ tấn công Magnus làm nó bị thương và ngất lịm đi. Jack thất thần khi chứng kiến cảnh đó. Tâm trạng của cậu giờ rất tệ. Faraday đưa Abby trở về nhà thì phát hiện ra bố cô bé cũng đã bị quân đội bắt cóc. Hôm sau đám bạn và Jack đã bàn kế sách để giải cứu Magnus, mặc kệ sự ngăn cản của người lớn. Trong lúc viên cảnh sát và mẹ Jack đang nói chuyện, thì nhóm bạn đã bỏ trốn đi trước để vào khu căn cứ. Faraday đã đi xe thùng đuổi kịp và cuối cùng họ quyết định đi cùng xe. Cả đội ngồi trên xe bàn kế sách chuẩn bị trang thiết bị đầy đủ tiến vào căn cứ của khu quân sự. Đến cửa an ninh đã bị lính canh đến kiểm tra. Mike đã kịp thời ứng biến đưa thẻ định danh giả để chứng minh thân phận. Cùng với đó chiếc xe cải trang như đang chở vật liệu sinh học nguy hiểm nên đã qua được cửa chốt. Cậu bé đeo kính rất giỏi lập trình đã vào xem được vị trí của bố Abby và Magnus. Bọn họ xuống xe và chia theo từng nhóm để hành động. Chỉ có cậu bạn đeo kính là ở trên xe. Đầu tiên một cậu bạn đạp xe đến trước đám lính canh để đánh lạc hướng, còn Mike và Jack sẽ lẻn vào trong và cũng tìm thấy Magnus. Bên này Abby và viên cảnh sát cũng tìm thấy phòng có đính định vị của cha cô. Cậu bạn đạp xe làm rất tốt, vừa đi vừa livestream chơi trò mèo vườn chuột với lính canh. Nhóm Jack đã bắt đầu giải cứu Magnus, nó đang bị dây xích treo lên cao trong sự bất tỉnh. Nhóm Jack tìm ra bảng điều khiển hạ thành công Magnus xuống, nhưng Jack gọi thế nào cũng không cử động. Đột nhiên cậu nhớ đến cách dùng hơi nóng có thể giúp Magnus tỉnh dậy. Phía này Abby đã tìm thấy và cứu thoát cha mình. Phía quân đội cũng đã phát giác và nhanh chóng kiểm soát đám bạn. Chúng bắt Jack khai ra nguồn gốc tạo ra Magnus. Jack vừa khai xong tên chỉ huy liền ra lệnh trừ khử hết bọn họ. Nhưng rất may Magnus đã tỉnh và dọa cho đám quân đội chạy tụt quần. Mọi người nhanh chóng đến tụ họp tại xe và nhanh chóng rời đi. Magnus cũng chạy theo sau, bên quân đội cũng không ngừng xả súng vào Magnus khiến nó bị thương. Jack không ngừng hét to gọi nó cùng đi. Lần này Magnus không bỏ chạy mà quyết định quay lại khô máu với Connor. Nó hất văng chiếc xe quân đội và bỏ chạy vào trong rừng biến mất. Quân đội đã đuổi kịp và vây bắt nhóm bọn họ. Fred tố cáo Connor đã dùng quyền của mình đã giết hại hơn 100 người trong suốt 2 năm qua. Đến nước này Connor đành phải trừ khử hết tất cả. Không may tội ác của phía quân đội đã bị quay lại và phát trực tiếp cho cả nước xem. Tên chỉ huy cũng đã bị bắt. Nhóm của Jack cũng đã an toàn trở về nhà. Jack đang trong phòng đột nhiên thấy con vật nhỏ ngoài cửa. Cậu hô hào khẩu hiệu như trước kia đối với Magnus và con vật trước mắt đều hiểu hết. Cậu nghĩ Magnus vẫn còn sống nên cậu nở nụ cười vui. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.